Sáng ngày 7 tháng 7, Trung tâm chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 7 năm 2023 cho hơn 200 đồng chí là đoàn viên, hội viên, quân chúng ưu tú được các chi, đảng bộ cơ sở của các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trong huyện. Đồng chí Bùi Quang Đạo ủy viên ban thường vụ huyện ủy, trưởng ban tổ chức huyện ủy trực tiếp đứng lớp và giảng dạy. Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 7 tháng 7 năm 2023 đến 11 tháng 7 năm 2023, các học viên sẽ được nghe giảng viên truyền đạt và hướng dẫn thảo luận các chuyên đề chính, gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, các học viên được thông tin kinh tế, xã hội của huyện Vĩnh Tường. Kết thúc khóa học, căn cứ kết quả học tập, rèn luyện và bài thu hoạch cuối khóa, các học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận đã tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2023 thông qua lớp học các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về cương lĩnh của đảng về xây dựng đảng cộng sản việt nam từ đó xác định động cơ phấn đấu vào đảng một cách đúng đắn xây dựng phương hướng công tác học tập rèn luyện lao động sản xuất gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước tham gia nhiệt tình các phong trào của địa phương trên mọi lĩnh vực để sớm đủ điều kiện đứng vào hàng ngũ của đảng cộng sản việt nam